Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lãnh đạo Quốc hội đánh giá rất cao hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội. Ủy ban là một trong số ít cơ quan của Quốc hội đã thực hiện được sáng kiến lập pháp, việc thẩm tra các dự luật được tiến hành khá căn cơ, các luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý đều đã đi vào cuộc sống. Ủy ban cũng đi đầu trong việc tổ chức hoạt động giải trình, tham vấn công chúng một cách thường xuyên, nề nếp. Khẳng định quan điểm của Đảng xác định phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban về các vấn đề xã hội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, quyền hạn hết sức quan trọng của mình, đồng thời lưu ý Ủy ban cần quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế cũng như tính kinh tế trong các vấn đề xã hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban giám sát các nội dung về quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội đã được nêu đầy đủ, toàn diện tại nghị quyết Đại hội 13, văn kiện Đại hội 13, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, từ đó có những định hướng dài hạn trong xây dựng pháp luật để Quốc hội ngày càng có vai trò dẫn dắt hơn, chủ động hơn trong việc thực hiện vai trò lập pháp của Quốc hội.